ngày 8 tháng 12, tại xã Bá Xuyên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Sông Công thực hiện giải ngân 3 tỷ đồng cho các hộ dân vay vốn giải quyết việc làm. Đây là nguồn vốn được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cấp bổ sung cho các địa phương vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo nghị quyết số 11 NQ-CP. Ra đây là vay lần đầu tiên để về chăn nuôi, như là trâu bò, lợn gà. Có nguồn vốn này cho người dân vay là rất thiết thực và thực tế, về hỗ trợ cho người dân kiếm việc làm, tạo việc làm cho người dân thôi. Năm 2023, thành phố Sông Công được bổ sung 20 tỷ đồng. Để triển khai nguồn vốn đúng đối tượng và hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố và các đơn vị liên quan đã rà soát nhu cầu vay vốn, phân bổ nguồn vốn cho các địa phương trên địa bàn. Từ nguồn vốn vay này, người dân sử dụng phát triển kinh tế gia đình như trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ để có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. Hạn mức vay tối đa là 100 triệu đồng một hộ, thời hạn vay từ 36 đến 60 tháng. Để thực hiện tốt cái nguồn vốn theo nghị quyết 11 của Chính phủ đúng mục đích, có hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách nói chung và các chương trình theo nghị quyết 11 của Chính phủ nói riêng, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, trục lợi chính sách. Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Sông Công đã giải ngân nguồn vốn bổ sung này đạt 75%, phấn đấu giải ngân xong trước ngày 10 tháng 12 năm 2023.